đoàn mình xuống rồi kìa, đoàn mình tập trung luôn rồi. Con nào thì nói thẳng không đó. À, thiếu bán thảo nên người ta sẽ không làm gì hết. Chị cứ nói như thật á. Phổ biến trò chơi luôn rồi. Bên kia có lối thấp kìa chị, bên kia kìa. Thôi không chơi nữa đâu. Ban tổ chức sẽ trừ ngay 10 điểm nếu như đội nào có những phát biểu như vậy. Và tất nhiên khuyến khích những câu nói chẳng hạn như nắng đẹp quá, trò chơi này vui quá. Và cộng ngay 50 điểm cho đội nào khen MC ngày hôm nay đẹp trai quá. Rồi vâng, đó là ban tổ chức ghi nhận giúp em nha. Rồi rồi rồi. Trước khi chơi, mình hứa với em một điều là mình phải chơi thật sự hết mình. Và mình chơi fair play với nhau. Mặc dù có thắng có thua, giải thưởng rất là nhiều, rất là giá trị, nhưng mà mình cố gắng mình chơi fair play với nhau, được không ạ? Để cái nhà đối với em một câu nha, được không ạ? Dạ rồi, và chương trình tên cái đường ngày hôm nay của chúng ta chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, và trò chơi đầu tiên được mang tên Đỏ Sức Cùng Bước Nhảy. Các trò chơi nghe kỹ chú ý. Đầu tiên thì ban tổ chức lưu ý ở dưới chúng ta là những cái đường len, những cái đường len khu vực chơi, thì ở dưới đó ban tổ chức có cắm một chút cũng đạp cũng không phải, nhưng mà mình hạn chế giúp em. Mình để ý dưới chân một tí là chấm phải thì nó sẽ khá đâu. Dạ rồi ha. Trước khi vào trò chơi, mỗi đội bầu ra giúp em một anh đội trưởng với tiêu chí cao to đen và hơn. Thôi cao to đen ngồi hơn không cần. Dạ rồi, bầu ra giúp em một người đội trưởng, một anh đội trưởng cao to. Cao thì có cao. Cao thì có cao. To thì có to. Đen thì có đen. Không có hôi. Không có hôi, ok. Dạ rồi. Rồi mình nghe kỹ giúp em nha. Đầu tiên thì mỗi đội đặt ra giúp em một tên đội và một câu slogan. Càng dí dỏm thì càng được cộng điểm. Dạ rồi, sau khi mà có 2 phút đặt tên đội và slogan thì người đội trưởng và cả đội sẽ họp lại và nghĩ ra một cái điều nhảy bất kỳ. Lần lượt mỗi đội lên đây sẽ trình diễn một cái điều nhảy trong vòng 1 phút. Được không ạ? Đội nào mà nhảy càng độc, càng lạ, càng lầy thì sẽ càng được điểm cao. Nhớ giúp em nha. Dạ, mỗi đội nghĩ giúp em một cái điều nhảy thật là độc, thật là nhảy ung bào gì đó cũng được. Nhưng mà nghĩ sao càng lầy thì điểm sẽ càng cao. Mỗi đội sẽ có một phút trên đây để trình diễn. Ê, có thể lại, nói lại cái thể lại của ban tổ chức ơi. Dạ vâng, ba đội ơi, mình nghe kỹ cái thể lại này. Rồi, đội bên trái em ạ. Mình nghe kỹ cái trò chơi đầu giúp em nha. Là mỗi đội sẽ lần lượt lên đây. Mỗi đội lần lượt lên đây trình diễn một đoạn nhảy trong vòng 1 phút. Nhảy càng lầy, càng độc, càng lạ thì điểm càng cao. Dạ rồi. Nhưng mà nhớ câu slogan mới là tên đội đi nha. Câu slogan là tên đội. Dạ rồi, mình có 2 phút. Rồi mình có 2 phút. Thank you.
Vậy rồi, vậy rồi, cô hỏi ở giữa là sông chiếu rồi nè. Sông chiếu đợi giữa sông chiếu rồi nè. Rồi đội bên phải sông luôn nè. Còn đội bên trái này chắc nghĩ là cái tên gì dữ dằn lắm nè. Ban tổ chức sẽ ghi nhận số điểm cho mình từ đầu đến cuối luôn, cho nên là mình cố gắng mình chơi hết mình càng nhiệt tình càng nhiều điểm. Đó vậy thôi. Rồi, ba đội trưởng lên đây giúp em. Ai vậy rồi? Toàn thể các quý chị ơi, em thông báo là phải là lượt chơi một lần nữa. Sau khi nói tên rồi và câu slogan thì mỗi đội lên đây lần lượt thể hiện một cái bài nhảy riêng của đội mình với tiêu chí càng lầy lòi, càng độc đáo, càng lạ mắt, nói chung là ông bao gì đó là càng điểm cao, được chưa ạ? Đó, mỗi đội một phút, mỗi đội sẽ có một phút trình diễn. Dạ vâng, đó như thế. Một người lên hay cả đội? Dạ cả đội. Người đội trưởng sẽ là người đứng đầu nhảy và alo, và cả đội sẽ là nhảy theo sau người đội trưởng đó. Dạ vâng nha. Dạ đúng rồi, đội trưởng nhảy sao cả đội nhảy y chang vậy. Dạ rồi, mời ba anh đội trưởng lên đây giúp em nha. Mời ba anh đội trưởng lên đây giúp em. Dạ rồi, đầu tiên, rồi đầu tiên cho em hỏi, bây giờ anh sẽ giới thiệu tên đội của mình và anh đọc câu slogan, cả đội sẽ đọc theo. Dạ rồi, mời anh. Là 09 xin đại diện cho đội rất là nhiều màu. Đang là tính là lấy là nhiều màu, nhưng mà nhiều màu không ăn thua. Ở đây là chúng mình thấy là có nắng và gió. Đây là tên đội của mình sẽ là nắng gió. Rồi bây giờ hành động trước tháng. Rồi nha, tên đếm 1, 2, 3. Có nắng, có gió, cái gì cũng có. Wow, 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 rồi, rồi, ok, ok. Thấy đội này tinh thần là 10 điểm rồi đó, 10 điểm. Bây giờ tới đội thứ hai. Cũng như đội đầu, anh sẽ phổ biến tên đội và câu slogan, cả đội sẽ đọc theo. Dạ rồi. Rồi rồi, quên luôn. Đội hai này quên luôn tên đội, quên luôn câu slogan. Giận ghê vậy á, xong đầu tiên á. Đội thứ hai mình có tên là... Chơi là chịu. Slogan của mình là... Chịu là chơi. Đúng đi. Rồi chơi là chịu là chơi. Nhưng mà sao em thấy nguyên đội có một chuyện này nói nha. Mình nói nha lại nha. Anh chị em ơi. Chiều là chơi, dạ vâng. Tiếp tục đội thứ ba. Tên đội và con slogan của mình. Một lớp học sinh đại diện cho đội mình là chơi là tới bếp. Đi nha. Em chưa 18. Yeah. Cái gì cũng chắc. Đội này có ngôn ngữ hình thoại nữa. Có điểm cộng liền, ngôn ngữ hình thoại, có điểm cộng liền. Trời ơi, bây giờ đội nào trình diễn nhảy trước? Đội nào xung phong giơ tay? Đội nào xung phong giơ tay? Đội nào cũng xung phong giơ tay hết. Rồi gì? Bây giờ đội chơi là chiều, chơi trước. Ok đúng không ạ? Ban tổ chức chuẩn bị đại nhạc nha. Rồi mời cả đội mình hay nghe ở trên này giúp em. Rồi cả đội nhảy theo nha. Đúng rồi. Đó. Giờ là chiều mà bóp 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 bóp. Có nắng có gió nhảy từ con gà.
Dạ vâng, ok, ok, được rồi. Mấy chị em có đây là anh chờ, đồ có ăn mới nhỏ. Dạ vào đây rồi, quý vô mà. Ôi dồi. À rồi, em chung 8 cái gì cũng giảm, dạ rồi. Mẹ khỏi làm gì thiết kế lúc nào vậy? Rồi, làm nhiều thiết kế lắm. Đây, 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 anh này ảnh có chứ, làm nhiều thiết kế lắm. Anh đứng ở đây luôn. Nhớ nha, anh mới đi mà làm gì thấy ghê lắm mà. Nhớ nha, em chưa mình bán cái gì cũng giảm nha, cái gì phải dám làm nha. Chờ đợi chuẩn bị chưa? Tài xế đã ban tổ chức chuẩn bị cho một cái bài nhạc riêng mà nó máu lửa luôn. Chúng ta đang có số vấn đề 5 gram. Chúng mày à. Music 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi mình bắt đầu nha mình. Ủa dễ thương vậy. Làm sao của công được rồi đó. Dạ rồi. Cái trò chơi khởi động đầu tiên thì nhà mình em thấy rất là sôi động, rất nhiệt tình và em muốn nhà mình giữ được cái sự máu lửa đó nha. Dạ và chúng ta qua trò chơi thứ hai. Trò chơi được mang tên đặt công phá miệng. Rồi MC đẹp trai quá hả? Rồi cộng thêm 50 điểm nữa. Nói 10 lần về được 500 điểm rồi. Dạ rồi. Anh chị ơi, tắt nhạc giúp em cái nha. Anh chị ơi, mình nghe thể loại của trò chơi nha. Tránh một lát nữa mình không biết thể loại trò chơi. Dạ rồi, một lát nữa ba anh đội trưởng sẽ nằm ở trên cái mức chơi của mình ngày hôm nay. Và cái vạch xuất phát của mình nó sẽ nằm ở phía cuối lên. Đó, mình thấy không ạ? À? Nó sẽ nằm ở phía cuối lên. Rồi, khi nào trò chơi bắt đầu, cái quý chị mình sẽ được phát 15 trái bong bóng. Mỗi đội 15 trái. Dạ. Và mình thổi nó lên giúp em nha. Rồi sau khi mà trò chơi bắt đầu thì người đầu tiên sẽ ngậm chiếc bong bóng đó vào miệng. Và mình vừa mặc chiếc quần, mình vừa chạy lên phía trên. Đó, chạy từ cái vạch xuất phát ở dưới chạy lên phía trên. Và mình làm nổ chiếc bong bóng nó trên người của anh đội trưởng. Dạ, mình làm nổ chiếc bong bóng nó trên người của anh đội trưởng. Cơ hội này là cơ hội để mấy anh trai mình bỏ bóng đó. Đấy nha. Mà mình không được dùng tay nha, mình chỉ được dùng bất cứ bộ phận gì mà không được dùng tay làm bể trái bóng đó. Em mời nằm sấp nằm ngửa gì cũng được, miễn nằm. Dạ rồi, ba anh đội trưởng mình lên đây em phổ biến cho nó dễ hơn, rồi mình xuống mình phổ biến với đội mình nha. Em mời anh đây với em.
anh cũng làm đúng không? Làm đúng không? Làm đúng kiểu nào đẹp đúng không? Để đó xong rồi cái anh người có một cái chiếc quần và 15 quả. Ban tổ chức kiểm tra giúp em. Có đủ 15 quả mình cấp thêm giúp em nha. Đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ ba anh đội trưởng mà nằm ngửa thì thấy in trái đào xuống dưới két. Mà nằm sấp thì in con ốc len xuống dưới két đúng không? Thấy nó in cái lỗ xuống dưới két nha. Rồi cái đội sẵn sàng chưa? Ban tổ chức mà ghi nhận đội nào ăn gian là trừ điểm nha. Thứ nhất, mình chạy trong lem, mình phải mặc quần xong mình mới được làm bể bóng. Là vừa chạy vừa mặc, hoặc là đi về vừa cởi. Chứ không có được mặc xong mà chạy lên là sai quy định. Nhớ nha, vừa chạy vừa mặc cái quần. Đúng rồi, dạ vâng. Và mình không được làm bể bóng bằng tay của mình. Mình chỉ được làm bể bóng bằng nhiều bộ phận khác mà anh chị thích. Và anh đội trưởng cũng thích. Rồi, ok nha. Ok. Dạ đúng rồi, mình để tay xuống dưới rồi mình muốn làm cái gì đó mình làm, nhưng mà đừng có đụng tay nữa. À, nói chung là mình không sử dụng đến cánh tay nữa. Khi mà để xuống dưới đây, một là mình ngồi, mình nằm, mình lăn lê bò lết gì đó, miễn sao bể là được. Dạ rồi, cái đời sẵn sàng nha, chú ý hiểu lời nha. Trò chơi này mang tính nhanh nhẹn, mang tính sáng tạo cao. Chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Đúng rồi, vừa chạy vừa lên, đúng rồi. Yeah.
đội nào giành chiến thắng đầu tiên nha. Cái quay mặt vào
8 đầu dây, mình hình dung không ạ? Đó, có 4 cộng dây hơn, 8 người sẽ ở 8 cái đầu dây. Và mình sẽ dùng bất cứ cách nào đó, mình khiên một người trên 4 cộng dây đó. Đó, mình không cần biết tên giới nào cũng được. Nhưng mà khi người chơi ở trên cộng dây đó, ưu tiên là chứ chị gái là mình không anh như lá. Chứ mà chị nào mà không hỏi của cái lên này, rồi chị đó sẽ cầm một chai nước và mang về, cũng là khiêng về. Đó, cả đội chia nhau ra uống hết chai nước đó, thì mình sẽ lên mình tiếp tục uống chai thứ hai. Đó, đội nào hoàn thành xong 3 chai nước trước, đội đó giành chiến thắng. Dạ, không được chạm đất. Dạ, đúng rồi. Và dạ đúng rồi, 3 chai, đội nào xem 3 chai trước đội đó thắng. Đâu mình chia nhau ra mình uống ạ. Cả đội 15 người, không lẽ 5 người không uống hết được chai nước ạ, đúng không ạ? Dạ rồi, bây giờ các đội mình vào vị trí để mình chuẩn bị cho trò chơi nha. Đội em chưa 18 sẵn sàng chưa ta? Rồi ok, chuẩn bị chưa? Rồi nha, rồi nha. Trò chơi chuẩn bị 1 2 3 bắt đầu. Đã tuyệt vời. Đó đúng rồi, mang nước về lại, mang nước về lại. Uống không có được rơi phải ra nha anh chị nha. Nếu là muốn ngoài của mẹ thương nhân đó. Đó, tiếp tục. Đúng rồi. Rồi, mình chưa tắt kìa chứ mà. Trò chơi thứ tư, trò chơi chốt hạ. Và trò chơi này sẽ là gấp đôi điểm, gấp đôi cái điểm số của những trò chơi trước. Trò chơi được mang tên bóng chuyền nước ạ. Các anh chị mình biết môn cầu lông không ạ? Dạ vâng, thì trò chơi này nó cũng khá giống môn cầu lông. Nhưng mà có điều là mình chơi là tới nguyên một team rất là nhiều người. Và mỗi đội chơi mình cử giúp em 8 người. Mỗi đội 8 người, mình có thể thay phiên nhau mình chơi cũng được. Và mỗi đội chơi mình sẽ được một tấm bạc. Và sẽ có một cái mức ở giữa. Dạ, một cái mức ở giữa và một cái mức ngang ở trên đây, ngang vai em. Đó thì mình sẽ cùng nhau cầm cái tấm bạc đó. Mình thảy qua, mình thảy chế bóng nước ở giữa tấm bạc, mình thảy qua bên phía này. Và đội bên này, đội bên trái sẽ có nhiệm vụ đỡ chế bóng nước đó. Dạ, mình đỡ trên cái tấm bạc đó và mình thảy lại. Dạ. Ví dụ như đội bên này mình thảy được cái chai bóng rơi vào trong cái ô vị trí này, mà đội bên này, đội bên trái em không đỡ được, thì đội bên này mình được điểm.
đó, trò chơi thì nó cũng giống như môn cầu lông của mình. Dạ đúng rồi, nó chơi trong khu vực. Còn nếu ví dụ như mình làm mạnh quá mà chơi trái bóng nó ra ngoài là đội bên này mình thua, được không ạ? Khi một lát nữa khi vào em sẽ phổ biến cụ thể hơn. Bây giờ vì có ba đội chơi cho nên là đội trưởng mình lên đây giúp em một đội chơi quẩn tù xì. Người nào thắng nhất sẽ được vào thẳng chung kết, còn hai người còn lại sẽ thi đấu vòng playoff, được không ạ? Và rồi có ba người đội trưởng mình tù xì nhá. Chẳng phải nha, chưa. Ba người. Đó. Cái chuyện mình mất xa đi. À, tay khéo léo chưa có cần khởi động không? Tay không? Tay đen là sao? Dạ không, mình vào quán tù xì. Quán tù xì đúng không? Người chán đi đen thì mẹ quá. Đúng rồi, kéo bà bao không có giếng, không có gì tùm lum tới lại nha. Ra cái kim, nằm lấy bịch. Quán tù xì ra cái gì? Ra cái gì? Nào, và đây là cái đội sẽ vào hẳn chung kết. Hai đội này sẽ thi đấu một loại với nhau. Và đội này mình qua bên một khu vực với em. Đội nắng gió mình qua bên nhau một khu vực. Và đây, đội này mình qua bên nhau một khu vực. Xuất cái hàng kia đó. Từ trước tới giúp em hai cái này. Và những chơi bánh nướng nha. Thời đến không thể chán anh ạ. Kẹo của bao nào là được thứ nhất. Trời ơi, hãy nhập ngay lập tức. Vậy là cái đội mình bày chiến thuật kia. Bày cái lối chứ. Chị nhiều được mà. Thấy rồi.
không có được dùng tay, mình đặt dưới đây luôn nha. Rồi mình chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Tôi cao hơn Hùng. Một con cho đội bên này. Tiếp tục chưa? Cái cơ đổi rồi nè. Nhưng mà hãy trúng rồi các bạn. Bên này trúng. Đúng rồi. Trúng bên này trúng. Mấy anh này. Cho nên 2-0 cho đội bên này. Vậy rồi, mình chuẩn bị nha, mình thua 21 điểm nữa là mình đi loại luôn nha. Tập trung loại một chồng nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Trời đó, trời ơi, đội này tính toán dữ á. Đội này toàn phải lưới nhà. 1-2 thằng chồng. Quá rồi.
chơi nè ba nè ba nè bóng đã qua lưới trường thể hiện cái tinh thần đoàn kết của công ty mình đúng không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn cái sự đồng hành của các quý anh chị trong cái buổi chơi ngày hôm nay. Dạ rồi, và bây giờ mình sẽ chụp với nhau chung một cái tấm hình sau khi mà lăn lơ bò lết nãy giờ rất là nhiệt huyết rồi. Bây giờ mình sẽ tụ lại với nhau chụp chung một tấm hình. Hai ba người ở phía bên phía này mình cắt bớt qua đây kia. Có tai nạn. Mình căng cái này kia. Nhiều quá. Căng ra đây luôn nè. Không được, che. Dạ rồi. Được chưa? Mình căng rồi, đúng rồi ạ. Mình căng rồi. Bấm thêm cái này anh chị. Em xuống tâm khỏi lắm rồi đó. Rồi, 1, 2.